Đang cố kết nối lại à? Có sự cố rồi. Xin chào cả nhà, chào cả nhà, mời cả nhà chúng ta đến với live stream vào tối thứ tư ngày 12 tháng 5 năm 2021. Hiếu ơi, tại sao không thấy comment Hiếu ơi? À đây rồi. Rồi, chào cả nhà. Thấy rồi, thấy rồi. Anh check cho tôi xem âm thanh có ổn không? Ổn ạ. Nghe được cái gì? Rồi, cảm ơn anh Hiếu cho con. Chào Đinh Công Lực, chào Vũ Đức Tuấn. Chào Hoàng Khang, chào Nguyễn Xuân Hưng Hùng, rồi chào Anthony Hùng. Chào Quyên Phạm, rồi chào Yến Nhi. Chào Nguyễn Văn Đoàn. Chào Phạm Ngọc Lan. Để xa nè, xa thì đúng anh chồng. Rồi. Chào Bạch Mẫu Đơn. Chào Nguyễn Tùng Lâm. Cả nhà ăn cơm tối chưa? Chào Dũng Nguyễn Việt. Rồi. Anh Dũng là giám đốc của Học viện Doanh nhân Siêu Việt Nam. Chào Huỳnh Hướng Xuân và cảm ơn Huỳnh Hướng Xuân. Chào Nguyễn Thanh Hiền. Chào Tất Đạt Phạm, lãnh đạo của CEO Holding Nam Định, CEO Nam Định Holding. Rồi, chào Hoàng Công Rôn, chào Quyền Phạm, Quyên Phạm và chào Nguyễn Phương Nam, tổng giám đốc của CEO Holding Việt Nam. Rồi, chào Đức Anh Đặng, chào Huy Nguyễn. Thầy ăn tối rồi, phải ăn tối no nê thì mới đảm bảo được sức khỏe để chuẩn bị live stream cho cả nhà. Rồi, chào Hoàng Sơn, chào Lê Quang Huy, cảm ơn Huy. Rồi, hey hey, Tất Đạt Phạm. Rồi, cảm ơn Phương Nam. Chào Võ Bảo. Tình hình tối nay thì chúng ta sẽ, một bạn sẽ đưa ra câu hỏi và Tuấn sẽ chọn một cái chủ đề của một câu hỏi rất là hay, và chúng ta làm chủ đề, sau đó thì mọi người chúng ta sẽ học cách giải quyết. Tuấn sẽ hướng dẫn cách giải quyết và từng bước, xong cả nhà chúng mình tập trung vào, thay vì là nghe tớ trả lời thì bây giờ tớ hướng dẫn cả nhà phương pháp trả lời mà nó đi về chân lý được. Rồi ạ, để vào một ngày đẹp trời là Tuấn không phải live stream nữa mà cả nhà có thể tự live stream và chia sẻ với cộng đồng được. Rồi, chào Hiếu Phan Trọng, chào Xuân Huyền. Rồi, chào Đào Công Duẩn. Rồi, cảm ơn Đào Công Duẩn. Rồi, mời cả nhà uống nước ạ. Rồi, chào Trung Trần. Chào Nguyễn Công Đại. Chà, nước anh Hiếu pha ngon quá. Chào Trường Eric. Chào Nguyễn Hữu Tâm. Chào Đỗ Xuân Hưng. Em comment hai phát rồi đúng không? Rồi, chào Bằng Lăng. Rồi, chào Đinh Văn Phương. Chào Mạnh Quỳnh. Rồi, cả nhà chúng ta cứ lần lượt chia sẻ câu hỏi lên, rồi Tuấn sẽ tìm một cái câu hỏi mang tính tổng quan nhất để cả nhà chúng ta học cách giải quyết vấn đề, thay vì chúng ta nêu vấn đề và lắng nghe cách giải quyết vấn đề. Thì tại sao mình không học cách là tự mình giải quyết vấn đề? Rồi ạ, chào Nhật Trường. Đấy, và khi nào cả nhà mà tự mình giải quyết vấn đề mà không cần hỏi nữa là lúc bấy giờ là Tuấn thất nghiệp. Và đó là niềm vui rồi đấy. Vâng, chào Huyền Nguyễn. Vâng, độ này mới có cái đợt đi phượt này, xong đi lên rừng này mua đất rừng. Thế thành ra là đi nắng suốt, nó đen. Vâng, chào Bảo Phan, chào Lê Đăng Nam. Rồi, chào Dương Hồng Phong. Chào Hồ Phương. Hay đấy, có một câu hỏi, một bạn hỏi là thước đo của trí tuệ là gì. Rồi, chào Nguyễn Trình, chào Lê Hải Đăng. Phương Nam gửi lời chào tất cả các anh chị em thiện lành. Rồi, Lý Hiếu.
Chào Minh Nguyễn. Vâng, chào Bảo Phan. Bảo Phan đặt câu hỏi là thước đo của trí tuệ là gì? Đây cũng là một câu hỏi rất là hay. Bao nhiêu người đồng ý là hôm nay chúng ta bàn về thước đo của trí tuệ ạ? Chào Đinh Hòa. Rồi. Chào Trực Khúc Ký. Chào Văn Minh. Nào, những ai vote cho câu hỏi hôm nay chúng ta bàn về lấy gì làm thước đo trí tuệ? Chào Công Bảo. Chào Việt Hồ. Rồi. Ai vote cho chủ đề là thước đo trí tuệ? Rồi, chào Bảo Quang Lê. Chào Văn Đức. Chào anh Percy. Chào Nguyễn Đức Thuận. Thầy cho em hỏi hộ khẩu ở Ninh Bình có học trường CEO được không? Chia sẻ với bạn là hộ khẩu ở đâu chăng nữa, tức là về mặt trường doanh nhân CEO Việt Nam sẽ tuyển sinh trên toàn quốc. Và trường cấp 3, tức là hiện nay tập đoàn CEO Việt Nam đang có một cái business, đó là trường doanh nhân CEO Việt Nam thì tuyển sinh trên toàn quốc. Và hiện nay trường doanh nhân CEO Việt Nam đã có hai cơ sở. Một cơ sở là ở thành phố Hồ Chí Minh và một cơ sở ở Hà Nội, và tuyển sinh trên toàn quốc và ở dạng học tập theo mô hình quân đội nội trú, và đối tượng là học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và vào trường là học thực chiến để trở thành doanh nhân. Tiếp theo là trung học phổ thông high school, CEO high school thì là đối tượng đào tạo trung học phổ thông, thì đối tượng là tốt nghiệp cấp 2 thì cũng học nội trú nhưng định hướng trở thành doanh nhân ngay từ khi còn học cấp 3, và học rất nhiều các kỹ năng của doanh nhân ngay từ lúc mà còn đang học cấp 3. Thì như vậy là đây là cũng là một cái môi trường mà giúp cho các bạn trẻ ngay từ lớp 9 vào lớp 10 đã có định hướng đi theo con đường kinh doanh và cũng học nội trú, và hiện nay mới có một cơ sở ở Hà Nội và tuyển sinh trên toàn quốc. Rồi à, cả nhà vâng, xin chào, chào Nguyễn Viết. Đấy, thì thông báo là các bạn tốt nghiệp trung học phổ thông thì vào trường doanh nhân CEO Việt Nam là đối tượng trên toàn quốc, đối tượng mà tốt nghiệp trung học cơ sở vào trường cấp 3 CEO Việt Nam thì cũng tuyển trên toàn quốc và 100% là đi theo định hướng trở thành doanh nhân. Rồi ạ. Chào Đô Thơ Đình Hảo. Rồi. Chào Nhung Phan. Chào Trịnh Thới An. Rồi, chào Hoàng Anh. Rồi. Bây giờ cả nhà thế này, trước khi mà bây giờ chúng ta bắt đầu vào giải quyết câu chuyện là thước đo trí tuệ là gì, thước đo trí tuệ là gì, thì mời cả nhà chúng ta có một phút để like, share và comment, rồi bắt đầu chúng ta với vào giải quyết vấn đề thước đo trí tuệ là gì. Bắt đầu Tuấn sẽ hướng dẫn cho mọi người, chúng ta đồng thời cùng đưa ra cái đáp án, thì từng bước một chúng ta sẽ học cách giải quyết vấn đề. Đấy, tức là ngày hôm nay, buổi tối hôm nay chúng ta chỉ giải quyết đúng một chủ đề, thước đo trí tuệ là gì. Hay, cái câu hỏi này cực kỳ hay, nghe nó rất là rộng nhưng mà hay lắm. Rồi ạ. Chào Việt Hồ. Vâng. Rồi, cả nhà chúng ta sẽ có một phút. Báo cáo cả nhà là có một cái tin vui là tập đoàn vừa rồi có mua 11 hectare đất ở trên Thanh Thủy, Phú Thọ, và sắp tới sẽ trở thành cái làng doanh nhân. Tuấn sẽ xây dựng cái cơ sở để cho anh em mà làm doanh nhân có mệt mỏi thì về đấy nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi không phải là theo kiểu thu tiền như kiểu resort, mà nghỉ ngơi gần như là ăn ở theo kiểu hai lúa, như kiểu về làng ấy, với chi phí rất là thấp. Để đảm bảo ví dụ như ngủ qua đêm gì đấy, nó chỉ 1-2-300 nghìn gì đấy, và ăn một bữa cơm chay thì chắc là 20-30 nghìn gì đấy thôi. Thế ở lại thì chúng ta đàm đạo và giống như một cái nơi mà mình lên mình xả stress vậy, để nghỉ ngơi. Và cứ mệt mỏi thì chúng ta có thể lấy cái nơi đó làm cái chỗ để nhà, để về. Ở đấy có thể ăn một bữa cơm chay, ngồi thiền một buổi tối, hoặc là vợ chửi thì trốn lên đấy một buổi tối và xin phép vợ đàng hoàng, không vợ nó tưởng đi ra ngoài là lại cãi nhau to hơn. Rồi,
Bây giờ chúng ta bắt đầu vào nội dung chính. Câu hỏi của cả nhà là thước đo trí tuệ là gì? Vậy bắt đầu đi giải quyết. Vâng, chào Lê Hoàng, chào Duy Chiến. Bắt đầu đi giải quyết câu chuyện là thước đo trí tuệ là gì? Thì bây giờ chúng ta bao giờ cũng thế, người ta phải đi vào khái niệm. Đi vào khái niệm thế nào là trí tuệ? Bởi vì nếu như tất cả chúng ta mà đi giải quyết câu chuyện trí tuệ, thước đo trí tuệ, thì ngay lập tức chúng ta sẽ bị xung đột. Bởi vì trong số 500 anh em chúng ta đang xem ở đây, thì có người định nghĩa trí tuệ kiểu này, có người định nghĩa trí tuệ kiểu kia, mà đã khác nhau về khái niệm trí tuệ, mà bây giờ giải thích thước đo trí tuệ thì đảm bảo sẽ có một nửa đồng ý và một nửa chửi: sao thằng này lấy thước đo ngu vậy. Vậy thì câu chuyện đầu tiên là chúng ta phải chuẩn hóa được khái niệm thế nào là trí tuệ. Rồi, bây giờ thì bắt đầu chúng ta lại có 5 phút. Anh em comment và cho tôi xem, thử định nghĩa cho mình, thử một cái định nghĩa xem, anh em thử định nghĩa xem trí tuệ là gì đã. Thì đầu tiên chúng ta phải hiểu trí tuệ là gì, thì sau đó chúng ta mới bàn đến thước đo trí tuệ chứ. Thì mời anh em, mỗi người xem, chúng ta thử gõ mấy chữ thôi, trừ mấy anh là ẩn thì không nói. Còn anh em nào mạnh mẽ thì thử giá gió một cái xem, định nghĩa cho tôi xem là trí tuệ là gì. Có phải suốt ngày chúng ta mong cầu trí tuệ mà chúng ta lại không hiểu trí tuệ là gì? Thì rõ ràng có khi đi vào rừng lấy cái thân cây mà hóa ra lấy vỏ cây lại tưởng thân cây, thì cuối cùng là lấy vỏ cây. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta phải định nghĩa chính xác trí tuệ là gì. Đấy, thì anh em thử comment và xem trí tuệ là gì. Tôi đang chờ cả nhà đấy, có 5 phút. Xong từng bước một, sau khi cả nhà trả lời xong thì bắt đầu đến Tuấn định nghĩa trí tuệ để cả nhà chúng ta bắt đầu định hướng. Rồi. Rồi, trí tuệ là gì? Trí tuệ là gì? Anh em comment đi ạ. Nguyễn Văn Vĩnh có đặt, có định nghĩa là trí tuệ là định được tâm. Rồi, trí tuệ là định được tâm, tức là điều khiển được tâm mình. Rồi, một khái niệm. Trí là phân tích suy nghĩ. Vâng, trí là phân tích suy nghĩ, tức là trí tuệ là khả năng phân tích suy nghĩ. Rồi, đây là câu trả lời của Duy Tân. Đấy, Duy Trần. Đấy, Tuấn Điền Pháp thì định nghĩa trí tuệ là khả năng suy nghĩ và hành động để sử dụng kiến thức, kinh nghiệm, sự hiểu biết, ý thức chung và cái nhìn sâu sắc. Đấy, cái chỗ cái nhìn sâu sắc này lại là khái niệm nhé. Mà nguyên tắc chúng ta định nghĩa là khái niệm trong khái niệm thì người đối diện chịu chết, không thể nào hiểu được. Rồi, tức là trí tuệ là khả năng suy nghĩ, cũng là một loại khái niệm, và hành động để sử dụng kiến thức. Đấy, thì cái này tức là cái khả năng sử dụng kiến thức mình có, nó giống như khả năng sử dụng vũ khí ấy. Đấy, và sử dụng kiến thức, kinh nghiệm, sự hiểu biết, ý thức chung và cái nhìn sâu sắc. Thì Tuấn có hơi thấy trừu tượng cái nhìn sâu sắc, và thế nào gọi là cái nhìn sâu sắc thì lại khái niệm trong khái niệm. Rồi, chúng ta sẽ bàn từng thứ một. Rồi, tiếp tục. Cao Trần Vương là trí tuệ là em chào thầy, lạy ông Vương. Rồi, Trần Việt Hoàng là tâm ạ, trí tuệ là tâm. Trí tuệ là rõ thấy, rõ biết mọi quy luật hiện tượng trong vũ trụ ạ. Vâng, Phạm Hùng cho rằng là hiểu biết các quy luật trong vũ trụ thì gọi là trí tuệ. Và Nguyễn Phương Nam cũng định nghĩa là rõ thấy, rõ biết các vấn đề. Huyền Vũ định nghĩa là trí tuệ là hiểu đúng, hiểu sâu, hiểu đa chiều, lại là khái niệm trong khái niệm. Rồi, Đức Anh Đặng, trí tuệ là dùng kiến thức được học để giúp người khác hoàn thành công việc của họ ạ. Rồi, tức là chia sẻ cái giá trị mình biết được. Hoàng Việt định nghĩa trí tuệ là sự thấu hiểu sự thật. Rồi, đấy, cả nhà có thấy không? Có mỗi cái khái niệm trí tuệ thôi mà cả nhà mình là định nghĩa mỗi người một kiểu. Định nghĩa mỗi người một kiểu. Vậy thì có phải là khi mà mình định nghĩa mỗi người một kiểu thế này mà chúng ta chuyển sang giải thích luôn cái câu chuyện là thước đo nào
lấy cái gì làm thước đo của trí tuệ? Thì ngay lập tức khi chúng ta giải thích một cái thì có khi là đã có một đống người cãi nhau về cái định nghĩa về cái trí tuệ rồi. Tức là đến khái niệm trí tuệ còn đang là tranh luận. Thì khi mà chúng ta giải quyết là lấy cái gì làm thước đo trí tuệ thì tránh sao được cái chuyện tiêu cực, đúng với người này thì lại sai với người khác. Đấy, cho nên trả lời trước cộng đồng không hề dễ, vì khái niệm trong đầu của mỗi người là khác nhau. Rồi, cứ bình tĩnh, xong chúng ta sẽ giải quyết. Tân cổ điển thì trí tuệ là đem sự thông minh áp dụng vào được cuộc sống ạ. Rồi, tìm kiến thức thì trí tuệ là tích lũy các trải nghiệm có ý nghĩa. Rồi, Nguyễn Hoàng Thiện, trí là có khả năng phân tích, suy luận, logic. Tuệ là hiểu được các quy luật của cuộc sống và quy luật của tâm. Rồi, đây cũng là một khái niệm tuyệt vời. Và Phan Vũ là trí là quán thấy, tuệ là hiểu rõ, tức là thấy rõ. Và Quỳnh Thúy thì trí tuệ là khi áp dụng được những kiến thức học được vào cuộc sống mà lợi cho mình, cho người và cho chúng sinh. Tuyệt vời. Ngô Hoàn Nguyên thì bảo biết rõ, biết đúng chân lý. Nhưng lại chân lý là cái gì thì lại bị khái niệm trong khái niệm. Đấy, trí tuệ là rõ biết, rõ thấy. Hoàng Khang là trí tuệ là khả năng vận dụng được kiến thức và sử dụng được kiến thức vào đời sống. Rồi, rồi bây giờ thì rất nhiều các cái comment định nghĩa khác nhau mà Tuấn không tài nào đọc hết được. Rồi, bây giờ Tuấn sẽ định nghĩa trí tuệ nhá. Chúng ta cùng thảo luận này. Chúng ta cùng thảo luận xong bắt đầu chúng ta mới bàn đến chốt lại, tóm gọn lại thì nó thành cái định nghĩa. Vậy trí tuệ đầu tiên là anh phải biết về chánh kiến, áp dụng trong bát chánh đạo nhé. Chánh kiến, thế nào gọi là chánh kiến? Là cái tâm của anh mong muốn thì anh mong muốn bất cứ một điều gì nó đều phải đảm bảo lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh, vì cái đó nó là chân lý. Ví dụ tôi đi hợp tác với anh mà tôi tìm cách mà tôi ăn thịt anh trước, thay vì tôi với anh cùng hợp tác với một cái tư tưởng là làm nó khởi sinh ra tiền rồi tôi với anh cùng chia thành quả, thì cái góc nhìn đấy gọi là góc nhìn chánh kiến. Nhưng nếu tôi với anh có lợi mà lại làm hại người khác hoặc làm hại môi trường, thì rõ ràng ví dụ tôi với anh cùng đi đốn gỗ trong rừng để kiếm tiền nhưng mà hại môi trường, thì như vậy vẫn không đảm bảo được lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh. Vậy việc đầu tiên trong trí tuệ là chọn được cái tư tưởng sống là đầu tiên, là cái đích đến đấy, là làm bất cứ cái gì trong đời sống đều phải xét đa chiều để đảm bảo quyền lợi mình, người và chúng sinh. Vâng, thì như vậy cái góc nhìn đầu tiên là góc nhìn về đích đến. Cái này cực kỳ quan trọng. Ví dụ khi mình bước chân vào doanh nghiệp mình làm nhân viên, thì trước khi mình đòi hỏi cái quyền lợi cho mình là thu nhập là bao nhiêu, thì mình phải hỏi là mình làm gì cho khách hàng, lợi chúng sinh đầu tiên. Mình đã giúp đỡ khách hàng chưa? Mình đã thật sự yêu thương khách hàng và trân trọng khách hàng mà họ đến mua hàng chỗ mình chưa? Nếu đã trân trọng rồi thì mình kiểm tra xem mình mang lại lợi ích cho công ty là bao nhiêu, và tất cả đều phải quy ra lợi ích. Và cuối cùng thì mình nhận lại bao nhiêu. Nhưng nếu không có chánh kiến thì ngay lập tức trong đầu bạn sẽ bảo là gì ạ? Tôi đi làm thu nhập của tôi được có bằng này thôi, và bạn đòi tăng lương, nhưng bạn chưa bao giờ bạn kiểm tra xem mình mang lại cho doanh nghiệp bao nhiêu lợi nhuận. Đó, tôi lấy ví dụ đấy là đi làm thuê. Còn nếu mà mình làm chủ doanh nghiệp thì mình lại phải kiểm tra xem khách hàng của mình như vậy họ được nhận giá trị gì. Thứ hai, cán bộ nhân viên của mình thu nhập bình quân như vậy thì đời sống của họ có ổn không. Và cuối cùng với đến phần mình. Như vậy
làm bất cứ cái gì, nếu ai trong cuộc đời này mà gặp nhau thì đều phải bàn đến chuyện lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh. Cái đó gọi là mục tiêu. Hay là mục tiêu trong một cuộc nói chuyện thôi. Có nghĩa là tôi với anh không làm ăn gì với nhau cả, và gặp nhau trên đường đời thì chúng ta không làm cho nhau vui thì thôi, đừng làm cho nhau buồn. Vì vậy đừng tập trung vào những thứ tiêu cực, tức là phán xét vào điểm yếu của người ta, mà thay vì như vậy hãy gì ạ, động viên những cái điểm tích cực, vì nhân vô thập toàn. Nhưng rất nhiều người, và đặc biệt là người Việt Nam mình, hay bị mắc cái căn bệnh bảo ví dụ như thế này: trông cháu cực thật là xinh gái, nhưng mà giá như mà cháu cao tí nữa thì có phải tốt không? Tức là gì ạ, anh nâng lên một câu, xong anh lại đạp người ta một câu, thì rõ ràng đấy là một câu nói không hề lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh tí nào cả. Vì vậy nó không phải là những cái thứ to tát trong cuộc sống, mà trí tuệ là cái cách bạn mong muốn một điều gì đó trong mọi hành vi, nó đều phải đảm bảo được lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh. Tôi lấy ví dụ như thế này thôi. Có rất nhiều anh chị xem cái này chưa chắc đã có chánh kiến, bởi vì có khi thầy nói ra giả cả một tiếng, hai tiếng live stream. Thế nhưng mà có khi mà chỉ vì mình đặt câu hỏi 2-3 lần mà chưa được trả lời thì có khi đã quay sang là chửi thầy rồi. Ví dụ vậy, thì rõ ràng như vậy là mình không nhìn vào cái điểm lợi của mình. Tức là mặc dù là ở đây là mỗi một buổi tối có đến 100 câu hỏi, thế mà trong một buổi tối thì thầy chỉ giải quyết được 10 câu thôi. Vậy thì xác suất mà rơi vào mình được trả lời là khoảng 10%. Tức là 10 lần thì có khi may ra mình được một lần trả lời. Nhưng có khi vì không được trả lời mà oán. Vậy thì cái đấy chưa được gọi là trí tuệ. Tức là cái mong muốn của mình nó không phải là lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh. Hay là thế này, trong cả một cái live stream thầy rất là vất vả, nhưng mà có khi trong này mà không may thôi nhá, cho nên tôi có dám động vào đâu, không may thôi mà thầy live stream mà thầy quảng cáo một cái gì mất độ khoảng 1 phút thôi, mình phải nghe khoảng 1 phút quảng cáo thì mình đã cảm thấy khó chịu rồi, và mình rất là bực và mắng rằng là live stream thì live stream, chứ live stream lại còn bán hàng. Vậy thì nếu live stream để mang lại giá trị cho mình nhưng người ta không bán hàng một tí thì người ta lấy gì người ta sống? Vậy cũng phải lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh. Đấy. Thế thì cái gì thì cái, mình muốn hay là mình xem phim ở đài truyền hình thôi. Để có một bộ phim hay, người ta phải bỏ rất là nhiều tiền để người ta đóng phim, hoặc mua bản quyền một bộ phim ở đài truyền hình. Cho nên bắt buộc đài truyền hình phải có quảng cáo. Thì đài truyền hình mới lấy cái tiền quảng cáo đấy để tiếp tục mua bản quyền cho chúng ta xem tiếp những bộ phim khác. Vậy thì trong quá trình chúng ta xem phim mà chúng ta thấy quảng cáo thì chúng ta coi quảng cáo là một phần tất yếu. Thế thì khi mà mình nhìn thấy quảng cáo, mình không còn cáu giận nữa. Vậy thì đôi khi chúng ta ngồi chọn, ngồi hưởng thụ một cái gì đó, thì đôi khi chúng ta chỉ tập trung vào mỗi cái cảm xúc của mình thôi, và không bao giờ để ý cảm xúc của người khác, thì người như thế cũng chưa được gọi là người trí tuệ. Vậy trí tuệ, việc đầu tiên nhé, vế đầu tiên là khi đặt một mong muốn, khi đặt một mục tiêu là phải đảm bảo được lợi ích, là lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh. Đấy. Và biểu hiện của hàm lượng lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh thì chính là cái việc mà nó biểu hiện cái tâm của mình. Ví dụ lợi mình mà ít mà lợi người nhiều, người đó có cái tâm tốt. Mà lợi mình nhiều, lợi người ít thì đấy là tâm ích kỷ. Cho nên chúng ta hãy nhìn vào hàm lượng chia thì nó rõ tâm hơn. Nhưng chúng ta dùng vào định tính thì tạm thời là khi làm bất cứ một cái gì thì chúng ta đều phải có một cái mục tiêu lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh. Đấy, thì đấy mới là đặt mục tiêu, có trí tuệ đặt mục tiêu. Đấy. Rồi, khi bạn có trí tuệ đặt mục tiêu rồi, nhưng bạn phải có cách làm. Tôi lấy ví dụ, khi mà tôi định vay tiền bạn 500 triệu và tôi nghĩ rằng là tôi dùng 500 triệu nếu hết một năm
tôi sẽ có lợi nhuận 500 triệu. Và trong đầu tôi mong muốn rằng khi mà tôi có lợi nhuận 500 triệu, khi tôi mang tôi trả bạn 500 triệu thì tôi sẽ biếu thêm bạn 250 nữa. Như vậy trong suy nghĩ của mình rất là trí tuệ, lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh. Nhưng trí tuệ của mình không tới, tức là gì ạ? Cái lựa chọn một con đường nó không có đúng, gọi là tư duy đấy. Tư duy để lựa chọn nó không có đúng, thì đến lúc mình vay 500 triệu của bạn, cuối cùng nó trả nở ra được 500 triệu mà nó còn mất cả 500 triệu. Thế cuối cùng là mình còn không trả được bạn, và vô hình chung trở thành lừa đảo hoặc là mất uy tín. Mà rõ ràng bản chất mình đâu có muốn vậy đâu, chỉ vì mình ngu mà thôi, chứ về mặt tâm mình đâu có muốn lừa họ đâu. Thì phần lớn những cái cú lừa trong cuộc đời sống này thì không phải là 100% người ta chủ động người ta lừa mình đâu. Cái chủ động lừa mình thì tôi nghĩ nó chỉ rơi vào tầm độ khoảng 50% thôi. Còn đến 90% thì đều là do ngu mà làm hỏng chuyện thôi, chứ không phải họ cố tình. Và vì vậy Chúa Giêsu có một câu nói rất là nổi tiếng: đừng trách những người anh em, do họ không biết mà họ làm thôi. Tức là bản chất là do họ ngu, họ không có trí tuệ mà họ làm như vậy thôi, chứ không phải họ cố tình hại mình đâu. Đấy. Thế thì như vậy là muốn chia sẻ với cả nhà. Vậy thì có trí tuệ là chọn đích đến đúng, tức là lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh. Có tư duy đúng. Và thế nào gọi là tư duy đúng? Tư duy đúng được chia làm 4 đúng. 4 đúng. 1 là đúng cách làm. Nhưng đúng cách làm thì không phải là cách làm tốt nhất là đúng, mà cách làm phù hợp. Tại sao vậy? Đúng cách làm thì lại phải đảm bảo được đúng nguồn lực. Tôi lấy ví dụ, ai chả biết là tôi muốn mặc cái áo hàng hiệu thì nó sang, nhưng mà 5 triệu. Nhưng mà bây giờ nguồn lực của tôi có hạn, tôi chỉ có 500.000 để mua quần áo thôi, thì bắt buộc tôi phải chọn gì ạ? Chọn cái bộ quần áo 500.000 nằm trong cái túi tiền của tôi và nó đẹp nhất trong phạm vi 500.000, chứ không phải là tôi lại chọn một cái bộ quần áo 5 triệu và tôi đi vay 4 triệu rưỡi nữa. Vậy thì ở đây là gì ạ? Chọn đúng cách làm, nhưng phải đúng nguồn lực. Đúng nguồn lực. Và nhiều kẻ suốt ngày kêu lên là vì em không có tiền nên em không làm. Nếu không có tiền thì phải dùng sức, đi làm thuê đã, đúng không? Đấy. Và trong thời buổi bây giờ thì thanh niên được chia làm hai nhóm mà rất là rõ rệt. Một nhóm có trí tuệ thì đặt mục tiêu và kiên định với mục tiêu. Thứ hai là họ kiên trì học hỏi và làm việc dùng trí tuệ của mình để kiếm tiền. Và hàng ngày họ được sống rất yên ổn. Và có một nhóm mà lười làm mà lại thích ăn nhiều, cho nên bị lừa rất là nhiều. Tức là chú thích đi bán những cái thứ mà chủ yếu đi chém gió này, không phải đào sâu suy nghĩ, không cần phải trí tuệ lựa chọn gì, mà cứ đi hớt ha hớt hải, gặp người này chào một tí, chim gặp bác chào mào chào bác, thế là gặp 5 người 10 người thì thế nào cũng có nhiều người nhẹ dạ cả tên. Thế là bị lừa, xong kiếm được tí tiền, xong mấy hôm sau tiêu hết, cuối cùng lại phải đi làm lại từ đầu. Đấy. Rõ ràng là trong xã hội bây giờ cũng chia làm hai nhóm thanh niên cực kỳ rõ. Và thực sự khi tôi sử dụng lao động, tôi rất đau lòng là nhóm thanh niên mà có năng lực làm việc thật sự hiếm lắm. Còn đa phần nó cứ ngồi chỗ này, nó chom chõm chỗ kia xem là có chỗ nào hốc được nhiều hơn không. Mà thực ra trong thời buổi này, người khôn của khó, chả có chỗ nào mà không làm mà được xơi cả. Mà chỗ nào mà không làm là được xơi thì có khả năng đi gia nhập vào đội Juventus. Đấy. Cho nên là thanh niên chúng ta phải kiên định, phải chọn cái gì làm, cái gì thì làm, phải lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh. Xong việc thứ hai là phải chọn đúng cách làm, chọn đúng nguồn lực và chọn đúng thời điểm. Tôi lấy ví dụ, mình vừa mới ra trường, mình khởi nghiệp thì vội gì? Sự nghiệp xây dựng 30 năm cơ mà.
đi làm thuê, cống hiến hết mình đi, 2-3 năm tự tin, lấy kinh nghiệm, học một lớp khởi nghiệp, rồi bắt đầu ra khởi nghiệp thì có phải nó chắc không? Nhưng rất nhiều cháu vội vội vàng vàng như kiểu là cảm giác mình không làm thì ngày mai nó hết cơ hội. Những kẻ nói rằng không làm nhanh thì hết cơ hội, thì bản chất những kẻ đấy vô dụng, không có năng lực. Bạn hình dung, nếu bạn là con hổ sống ở trong rừng thì lúc quái nào bạn chả có cơ hội. Nhưng nếu mà bạn là con kiến mà sống trong rừng thì bạn đứng ở đâu chả có mối đe dọa. Vậy thì nếu thật sự bạn là con hổ thì lúc nào cơ hội cũng ở cạnh bạn. Còn nếu bạn là con kiến thì không bao giờ cơ hội đến với bạn được cả, mà chỉ có mối đe dọa thôi. Vậy thì ở đây là chúng ta cần phải dành thời gian để nâng cao cái phần trí tuệ của mình lên, cái năng lực, tức là cái kinh nghiệm của mình lên. Vậy thì tôi muốn chia sẻ lại đúng nguồn lực, đúng phương pháp và đúng thời điểm, tức là đúng cách làm đấy và đúng thời điểm. Những cái thứ này nó cực kỳ quan trọng. Ví dụ thôi, bây giờ bọn tôi cũng định mở khoảng 1.000 điểm bán vật liệu xây dựng theo mô hình chuỗi, dự kiến là tháng 6 dương lịch này là bắt đầu vận hành điểm trường đầu tiên. Tuy nhiên thì Covid thế này thì bắt buộc phải dừng lại chứ, chứ không phải là cứ đâm đầu mà chạy rồi mất tiền. Không, phải dừng lại ngay. Đấy, từ đấy ví dụ, hay là năm ngoái thôi, bọn tôi cũng làm công ty thời trang và đốt mất 6 tỷ. Tức là khi mà làm mất khoảng 6 tỷ rồi thì bắt đầu nó ra tất cả form, rồi là các cái bộ quần áo mẫu. Và lúc đấy bây giờ mới duyệt được mẫu. Thế nhưng mà dính Covid một cái thì sau Tết ngay lập tức là tôi phải dừng ngay, chỉ trong một đêm, và quyết định là dừng lại và để cho anh em nghỉ, và mất 6 tỷ. Khéo thua thì không chết. Đấy, từ đấy ví dụ như thế. Thế thì như vậy là chúng ta phải có cách làm đúng. Cách làm đúng, tức là tư duy đúng, bao gồm cách làm đúng, nguồn lực đúng và thời điểm đúng. Đấy, thì như vậy mới là cái câu chuyện thứ hai về mặt trí tuệ thôi. Nhưng công cụ phải đúng. Công cụ phải đúng, tức là chúng ta dùng cái công cụ nó đúng cái hàm lượng. Tôi lấy ví dụ, đều là chi phí trong doanh nghiệp một tháng là 4 tỷ một tháng, bao gồm trả lương, thuê mặt bằng các loại. Nhưng cái 4 tỷ đấy là tổng, nhưng cái cách bạn chi cho nhân sự chiếm bao nhiêu phần trăm, chi cho quảng cáo mất bao nhiêu phần trăm, tức là chia các cái hạn mức chi phí của 4 tỷ đó mà nó cân bằng, thì đó mới là trí tuệ. Đó mới là trí tuệ. Vậy tôi tổng kết, trí tuệ là gì? Trí tuệ là có tư tưởng đúng, gọi là chánh gì ạ? Chánh kiến. Có tư duy đúng, gọi là chánh tư duy. Tư duy đúng là gì ạ? Đúng phương pháp, đúng thời điểm, đúng nguồn lực. Đấy, cho nên rất nhiều bạn đi làm kinh doanh, đi làm thuê, các bạn tạo ra doanh thu cho doanh nghiệp, nhưng không bao giờ các bạn tính chi phí. Và chi phí là một loại nguồn lực. Ví dụ như bạn bán được rất nhiều doanh thu mà bạn để nợ, và bạn chi phí quảng cáo nó rất lớn và công ty lỗ, thì rõ ràng bạn đến để giết chết công ty, chứ không phải bạn đến để gì ạ? Lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh, mà bạn đến chỉ lợi mỗi mình thôi, còn ông chủ chết. Thế thì rõ ràng đấy không phải là trí tuệ, và người ta cũng sẽ đuổi bạn mà thôi. Cho nên là hôm nay bọn tôi vừa mới làm cái concept và hoàn thiện để tháng 9 này bắt đầu mở trường mầm non, bắt đầu có điểm trường mầm non đầu tiên, siêu kid school đấy, và sẽ dự kiến mở 3 điểm trường ở Hà Nội, trường mầm non, siêu kid school đấy. Thế thì có một ekip của một tập đoàn rất là lớn về cùng với bên tôi để làm việc. Thế thì tôi bảo các bạn như thế này, các bạn cứ bình tĩnh mà làm. Làm đến đâu chắc đến đấy, không vội. Và bạn phải hiểu rằng
nếu như các bạn là những người tinh hoa nhất của đơn vị ấy mà ra đây mà làm mà bị chết thì chắc chắn tôi ngu và các bạn rất ngu. Và bắt đầu các bạn sẽ tiếc rằng biết thế ngày xưa cứ ở cái tập đoàn đấy mà làm thì có phải hàng tháng lĩnh lương không? Tôi bảo không bao giờ bạn mong chờ được điều đấy đâu. Vì nếu bạn thật sự bạn đứng độc lập làm chủ mà doanh nghiệp nó chết thì bạn ở lại bạn làm cho tập đoàn kia thì chính bạn cũng sẽ giết cái doanh nghiệp đó, thì dứt khoát họ sẽ tìm cách đuổi bạn sớm hơn. Cho nên là khi mà chúng ta làm bất cứ một việc gì thì phải có trí tuệ, mà trí tuệ biểu hiện là tư tưởng đúng, lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh, cách làm đúng. Tôi lấy ví dụ rất là hay. Hôm qua thì tôi có xem một cái đoạn, trích đoạn về phim Buddha. Thì khi ông Đề Bà Đạt Đa, ông ấy phản, ông ấy chia rẽ tăng đoàn và ông ấy tìm cách là hại Đức Phật để chia rẽ tăng đoàn và thành lập một cái tăng đoàn riêng. Thế thì ông A Nan, ông ấy rất là sốt ruột và ông nói với Đức Phật rằng là đấy, bây giờ Đề Bà Đạt Đa nó đang làm thế thì bây giờ Đức Phật phải tính đi, chứ này ai để nó chia rẽ tăng đoàn như vậy, có phải không? Thế thì Đức Phật mới nói là này A Nan, đạo của ta là đạo lớn, đạo của ta là đạo giải thoát, nhưng không phải vì đạo lớn mà làm ta thêm sợ hãi. Tức là trong quá trình mình làm thì đành rằng là mình làm kinh doanh, đành rằng là mình làm kinh doanh, nhưng trong quá trình kinh doanh mà chúng ta làm hại người khác, tức là cái cách làm của chúng ta ấy, mà làm hại người khác hoặc hại chính mình, tức là mình đau khổ quá, thì rõ ràng đó cũng không phải là trí tuệ. Tôi lấy ví dụ, nếu như mình làm kinh doanh mà chỉ để mỗi mình thỏa mãn cái kinh doanh kiếm được tiền, nhưng vợ con để nheo nhóc, ngoài tiền ra bạn không có thời gian để dành cho vợ con, như vậy bạn mất cân bằng cuộc sống. Thế thì lợi cho bạn, nhưng cái người mà họ sống chung với bạn, họ không được lợi ích gì ngoài mấy đồng bạc bạn cầm về cho họ, nhưng mà bạn tưởng như vậy là tất cả. Tôi lấy ví dụ như vậy. Cho nên là cách trí tuệ chính là tư tưởng đúng, cách làm đúng và sử dụng nguồn lực đúng. Đấy, như vậy tôi tổng kết lại, trí tuệ là tư tưởng đúng, chọn được tư tưởng đúng, cách làm đúng và sử dụng nguồn lực đúng. Đấy, tôi lấy ví dụ trong doanh nghiệp cũng chia rõ 3 tầng. Ví dụ nếu mà có những ông sếp, ông ấy giỏi dùng người thì ông chỉ cần sử dụng nguồn lực con người đúng là ok. Có những ông sếp, ông ấy dùng tiền mà ông sử dụng nguồn tiền mà ông đầu tư đúng lúc, đúng thời điểm, nó cũng sinh lời, cũng ok. Đấy, như vậy mới là biết sử dụng nguồn lực thôi nhé, đã kiếm được tiền rồi. Nhưng cũng có những người tư duy tốt, tức là họ lập ra công ty và có tính hệ thống, và sau đó tất cả khoán cho anh em vận hành tự động. Thì như vậy họ tạo ra một cỗ máy kiếm tiền tự động mà không cần phải dùng nguồn lực, như vậy họ dùng trí tuệ để kiếm tiền. Nhưng cũng có những nhà, cũng có những người họ chỉ có tư tưởng thôi, nhưng mà họ tập hợp được anh em lại và cùng nhau bơm trí tuệ vào làm và kiếm tiền. Thì những cái người mà sở hữu tư tưởng lớn là mới là những người vĩ đại. Điển hình là ông Chúa Giê-xu và ông Đức Phật là những người sở hữu tư tưởng lớn. Hay ở Việt Nam của mình là ông Bác Hồ, là ông sở hữu tư tưởng lớn, chứ ông ấy không sở hữu về công cụ, về phương tiện. Cho nên ông ấy có cái tâm tốt. Hay là điển hình như là trong phim là Lưu Bị, ông ấy cũng chỉ có cái tư tưởng thôi, còn lại toàn bộ trí tuệ nằm ở Khổng Minh. Đấy. Vậy thì tuấn tổng kết lại, trí tuệ là gì? Là tư tưởng đúng, là tư duy đúng, là sử dụng nguồn lực đúng. Còn mọi người hay nói là cái gì rõ thấy rõ biết rồi, những thứ vĩ đại khỉ gió gì đấy, nó rất là khó dùng. Mà quan điểm của Tuấn là cái gì mà nói ra mà ngày mai mình biết cách dùng luôn cơ, thì cái đấy mới là thật sự là đơn giản và dễ dùng. Còn những thứ mình bảo là
chúng ta phải hiểu được quy luật cuộc đời, chúng ta phải rõ thấy rõ biết, chúng ta phải thấy cái nọ, chúng ta phải thấy cái kia. Thì quả thực nói như vậy thì bao giờ mình mới có trí tuệ. Tất nhiên để định nghĩa trí tuệ một cách sâu sắc thì nó còn kiểu khác, nhưng để định nghĩa trí tuệ theo kiểu nông dân mà chúng ta làm được ngay thì rất tuyệt vời. Rồi, như vậy chúng ta định nghĩa xong phần trí tuệ. Vậy bây giờ bắt đầu đến chúng ta comment. Thì chúng ta kiểm tra xem về thước đo trí tuệ là gì. Vậy đỉnh cao lớn nhất của trí tuệ là tư tưởng đúng. Vì khi bạn có tư tưởng đúng, mà trong đạo Phật thì tư tưởng đúng chính là sở hữu phần tâm. Tâm của mình nó đúng. Mà như từ đầu các anh chị định nghĩa đấy, là mình điều khiển được cái tâm mình để làm sao đấy, mà làm bất cứ một việc gì hạ tâm mình xuống để lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh. Và biểu hiện đỉnh cao nhất của thước đo trí tuệ chính là khả năng điều khiển sự định tâm của chính mình, tức là ở hệ tư tưởng. Như vậy sự tĩnh tại, cho nên định nó mới sinh tuệ mà. Cho nên các anh chị nhìn thấy tất cả những người họ có trí tuệ, họ sống rất ung dung tự tại. Việc đến gần, việc nguy hiểm đến gần họ vẫn tự tại, họ đón nhận. Việc mà thành công đến gần họ vẫn không thổn thức, không vội vàng, họ đón nhận một cách thản nhiên. Không phải họ không vui, nhưng họ kiểm soát được cảm xúc, định được cái tâm của mình. Như vậy họ điều khiển được tâm của mình để chia cho những người khác. Cái điều này là khó lắm đấy. Ví dụ muốn chia cho người khác thì mình phải điều khiển được tâm tham của mình, hiểu không? Muốn làm cho người khác không bị tổn thương thì mình phải điều khiển được cái tâm ngạo mạn của mình, tức là mình phải khiêm tốn, phải biết tôn trọng người khác. Muốn mà không ăn vụng của người thì phải điều khiển cái tâm si của mình. Chứ nói vậy thôi chứ nhìn phụ nữ đẹp nhiều khi khó điều khiển lắm ông ơi. Đấy, thế thì rõ ràng là điều khiển cái tâm của mình là khó. Cho nên mới nói rằng là gì ạ? Vượt qua chính mình mới là sự vĩ đại nhất. Cho nên việc đầu tiên của thước đo trí tuệ là sự định tâm. Đấy, mà có anh chị nào đã định nghĩa trong cái này rồi, đã định tâm, thể hiện sự định tâm. Và biểu hiện sự định tâm chính là việc thấy việc gì có lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh thì hào hứng. Nhưng thấy việc gì mà chỉ lợi mình mà hại người thì người ta không còn hào hứng nữa. Tức là người ta điều khiển được tâm của mình, và cái tâm của người ta không nổi cơn tham lên, định được tâm. Đấy. Và thước đo thứ hai là chọn được con đường tối ưu nhất trong nguồn lực của mình có. Ví dụ cũng là một người họ đi làm mức lương là 20 triệu một tháng, nhưng cái người mà có trí tuệ thì họ sử dụng 20 triệu một tháng ấy cực kỳ thông minh, và đến cuối đời có khi họ vẫn có vài tỷ. Nhưng cũng có những kẻ thu nhập 30 triệu một tháng nhưng mà sử dụng nguồn lực cực kỳ kém thì lúc nào cũng đói, vì ăn nhậu tiêu pha linh tinh và tiêu pha theo cảm xúc. Như vậy thước đo đầu tiên là thước đo của sự định tâm. Thước đo thứ hai là thước đo chọn được con đường tối ưu trong phạm vi nguồn lực của mình. Có những người phụ nữ ông chồng chỉ mang về 10 triệu một tháng thôi, nhưng bà ấy vẫn lo được trong gia đình cơm no, áo ấm, trong ấm ngoài êm, đối xử cả bên trong bên ngoài nó rất là toàn vẹn. Còn có những bà vợ thì mặc dù ông chồng đưa cho hàng trăm triệu một tháng nhưng vẫn cãi nhau bung bét khắp mọi chỗ lên. Vẫn có những hôm để cho bố con phải đói dài đói dạng này. Đấy. Vẫn có những lúc muốn mua cái nọ cái kia phải đi vay nợ, nhiều lắm. Thì cái trí tuệ biểu hiện thứ hai
chính là chọn được con đường tối ưu nhất để đi đến cái tư tưởng đấy trong cái phạm vi nguồn lực của mình. Đấy, ví dụ đều có 500 triệu khởi nghiệp mà anh nào chọn được đúng thị trường, chọn được đúng ngành hàng, chọn được đúng thời điểm, chọn được đúng đồng đội, thì rõ ràng cậu đấy là gì ạ? Chọn được con đường tối ưu nhất trong phạm vi nguồn lực của mình. Ngay bây giờ thôi, nếu bây giờ cho chúng ta, nếu chúng ta chỉ có 500 triệu nhưng mà để làm một business thì cần 1 tỷ thì bắt đầu mới khởi nghiệp được. Vậy chúng ta bắt đầu khởi nghiệp bằng 500 triệu chung, hay là chúng ta lại đợi để chúng ta có 1 tỷ rồi chúng ta khởi nghiệp? Đấy cũng là một lựa chọn. Bởi vì nguồn lực chỉ có 500 triệu nhưng nếu khởi nghiệp cần 1 tỷ, nào dừng lại chờ có 500 triệu rồi mới làm, hay là làm với 500 triệu rồi chết dọc đường, hay là làm với 500 triệu và đi vay nóng 500 triệu để làm. Đấy, tôi lấy ví dụ như vậy. Rõ ràng là cùng với cái nguồn lực 500 triệu để khởi nghiệp thì bạn có rất nhiều lựa chọn, mà để đủ khởi nghiệp cần 1 tỷ thì bây giờ chúng ta cần phải lựa chọn con đường tối ưu nhất trong phạm vi 500 triệu. Đó là một bài toán. Rồi, đấy. Thế thì như vậy là biểu hiện cái đo lường thứ hai của trí tuệ là biết cách tìm con đường tối ưu nhất trong phạm vi nguồn lực của bản thân. Cho nên rất nhiều anh, phần lớn những anh nghèo, hay ngồi tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh, là vì nhà tôi ở quê, vì nhà tôi nghèo, vì tôi không có tiền, vì ngày đấy đi học tôi chơi với mấy thằng bạn mất dạy, vì ngày đấy tôi yêu sớm, vì ngày đấy tôi đen quá yêu phải con người yêu. Tức là vạn sự xung quanh con người anh, nó chính là lựa chọn của anh và nó là trí tuệ của anh cơ mà. Sao lại đổ tại hoàn cảnh? Anh có quyền chọn hoàn cảnh cơ mà. Và hoặc là anh có quyền lựa chọn cách để ứng xử trong cái nguồn lực của anh cơ mà. Ví dụ như tôi ở quê thì tôi phải chọn cái cách là mua nhà ở ngoại thành, xong từ từ mới chui dần vào chứ. Còn nếu anh bảo là anh đợi mà đủ tiền xong anh mua ở nội thành, thì không cẩn thận đủ tiền mua nội thành thì giá nội thành nó lên gấp đôi rồi, có khi lại không mua được. Tôi lấy ví dụ như vậy. Nó cũng là một cái cách để chọn con đường tối ưu trong phạm vi nguồn lực của mình. Vậy thước đo vĩ đại nhất của con người về mặt trí tuệ chính là hệ tư tưởng. Hệ tư tưởng. Đấy. Cái tư tưởng của người ta là làm vì lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh. Và cái tư tưởng ấy nó vĩ đại đến cỡ nào, và họ định tâm để họ làm việc đó. Họ không bị vật chất nó can thiệp, họ không bị những cái thứ ham chơi, tham sân si nó can thiệp vào cuộc đời họ, và họ tĩnh tâm để họ làm cái việc mà con đường họ đi mà họ xác định nó là đúng, nó là chân lý, và họ lầm lũi họ đi. Thì phần lớn những người như thế cực kỳ thành công. Đấy. Còn mấy cái anh mà cứ đứng ở núi này trông núi nọ, mà tôi lấy ví dụ giống như kiểu là xếp 6 cái đĩa cơm và cho 6 con chó con nó ăn ấy, thì có khi đĩa mà họ phát cho mình ăn còn chưa sạch đã nhảy sang đĩa thằng hàng xóm muốn ăn chanh với nó rồi, xong quay về thì đĩa của mình thì lại không còn hạt cơm nào nữa. Hay là nó giống như là mấy ông mà đi qua cái trạm thu phí lúc tắc ấy, đi cái len này xong thấy cái len này nó dài, ông lại chui sang cái len kia, chưa kịp chui sang thì thằng khác nó đã tiến vào đít rồi, xong ông quay về len của mình thì cũng không quay được nữa, ông đi len giữa, xong cuối cùng là bị tai nạn hoặc nó chửi cho. Đấy, nhiều lắm cái trường hợp đấy, tôi gọi là lanh chanh, đứng núi này trông núi nọ. Rồi thì đấy là cái thước đo thứ hai, là thước đo cách sử dụng nguồn lực mà thông minh tối ưu. Như vậy để chúng ta định nghĩa trí tuệ là gì, thì một là có tư tưởng đi đến gì ạ, lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh. Thứ hai là có tư duy đúng, chọn đúng cách làm tối ưu, chọn đúng thời điểm, chọn đúng nguồn lực của mình sẵn có. Và thứ ba là cách sử dụng nguồn lực một cách linh hoạt. Đấy. Và biểu hiện của thước đo trí tuệ là khả năng điều khiển được tâm mình hay không, vượt qua chính mình.
là cái tư tưởng nó có đủ lớn hay không. Thứ hai là cái tư duy của chúng ta là biết chọn con đường tối ưu trong phạm vi nguồn lực của mình. Cái đấy rất là quan trọng và thước đo của trí tuệ nằm ở đó. Tất nhiên nó hơi phức tạp và chúng ta định nghĩa một cách chắt lọc chính là gì ạ? Ở đời muôn sự của chung, ăn nhau ở chỗ khéo dùng hay không, đấy chính là trí tuệ. Đấy chính là trí tuệ. Ở đời muôn sự của chung, ăn nhau ở chỗ khéo dùng hay không. Thị trường lao động chúng ta chung nhau, chúng ta biết dùng thì người giỏi về với ta, mà ta không biết dùng thì toàn bọn ngu nó đến cạnh ta thôi. Thế còn là ở đời cũng thế, tiền đầy ngoài đường mà thằng nó giỏi nó có thể huy động được vốn, mình ngu mình huy động chẳng ai là họ bơm được một xu. Như vậy là ở đời muôn sự của chung, ăn nhau ở chỗ khéo dùng hay không. Và thước đo của trí tuệ chính là cuộc sống của họ hạnh phúc, mà mình gọi là hệ tư tưởng này. Họ nhận được một cuộc sống hạnh phúc. Cho nên rất nhiều anh chị có tư duy rất là tốt, tức là làm kinh doanh rất là thành công, chọn được con đường chuẩn với nguồn lực của mình, nhưng lại chết ở đúng phần gia đình. Chết đúng phần gia đình. Như vậy họ gì ạ? Có tư duy tốt nhưng tư tưởng chưa tốt. Vì chúng ta định nghĩa thế này. Sáng nay tôi có chia sẻ với mấy ông học trò của tôi, mấy ông đệ của tôi. Tôi bảo thế này: chúng ta đi kiếm tiền để nhận được sự tự do. Nhưng rất nhiều anh đầu tư xong vay nợ ngân hàng nhiều thì họ bị dính vào là đi kiếm tiền nhưng lại trói thêm mình vào. Thế là bị đi ngược với cái chánh kiến. Chánh kiến là kiếm tiền để nhận được sự tự do, thì vô hình chung kiếm tiền lại bị trói lại. Đấy, điển hình như một số anh quan đấy, rõ ràng làm quan để nhận được sự tự do, nhưng cuối cùng vì tham quá thì lại làm quan để mất tự do, tức là bị vào Juventus. Như vậy lòng tham nó sẽ trói ta lại. Làm kinh doanh để kiếm tiền để tự do thì vô hình chung lại làm kinh doanh kiếm tiền để trói ta. Như vậy họ không phải là chánh kiến, đấy chưa phải là trí tuệ. Cho nên có nhiều tiền chưa phải là trí tuệ, mà người họ có được một cuộc sống cân bằng và hạnh phúc, đấy mới là trí tuệ. Tư tưởng mà. Đấy, thì muốn chia sẻ với cả nhà cái câu chuyện đấy. Cho nên tôi rất là tiếc cho một số doanh nhân. Thật sự là họ rất giàu có rồi, nhà có vài cái, xe ô tô, xe lớn, xe bé có, con cái trưởng thành, nhưng mà suốt ngày họ phải ủ mưu để làm những thứ tôi gọi là mưu hèn kế bẩn để kiếm thêm vài đồng nữa, mà tôi còn không giải thích được tại sao họ phải làm thế. Để làm gì? Để làm gì? Rồi cuối cùng lúc chết chúng ta cũng kết thúc mà. Thế thì tại sao lại không làm những điều tốt đẹp mà cứ đi tranh giành với nhau vài đồng bạc, mà mình đâu có phải thiếu ăn nữa, rất nhiều người đâu có phải thiếu ăn nữa, họ thừa tiền rồi chứ, mà họ cứ tiếp tục bản năng tranh giành và chiến đấu. Bóc lột của ai? Họ bóc lột cho chính, bóc lột chính những người làm thuê cho họ, chính những người mà tạo ra khối tài sản cho họ trong suốt nhiều năm. Họ đi họ bóc lột chính những người anh em của họ. Có thể họ có hàng vài trăm tỷ, nhưng có những người làm thuê cho họ không nổi, mua nổi cái nhà chung cư ở Hà Nội. Thì rõ ràng họ không phải là bóc lột người này người khác, nó bóc lột chính những người sát mình và tạo ra tài sản cho mình. Tôi lấy ví dụ có những người như vậy, họ tranh giành. Cho nên cái chánh kiến nó quan trọng, trí tuệ nó rất là quan trọng. Vì trí tuệ bạn sẽ chọn được cái tư tưởng đúng, xong bạn có cách làm đúng, thì như vậy là bạn nói được, bạn nghĩ được,
bạn làm được và bạn nhận được cái sự cuộc sống nó an yên và hạnh phúc, đó chính là trí tuệ. Đấy, thì cái thước đo của trí tuệ, việc đầu tiên chính là sự an yên, hạnh phúc, cân bằng. Cái thước đo trí tuệ thứ hai là cái tầng cao của sự an yên. Tôi lấy ví dụ bác nông dân nhà mình cũng rất là trí tuệ, chứ nếu bác ấy biết là tôi ngu, tôi biết tôi ngu, vì vậy lựa chọn của tôi là tôi không đi buôn đi bán, không lừa đảo ai cả, tôi chỉ lao động hăng say thôi, xong mỗi một năm tôi kiếm 20 triệu cũng được, nhưng tôi tiêu trong 20 triệu tôi không làm hại ai, như vậy vẫn lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh, nhưng cân bằng trong 20 triệu một năm. Còn mình là CEO, mình cũng khoán, mình cũng ứng dụng hệ thống để công ty nó vận hành tự động và nó in tiền tự động. Mỗi năm mình kiếm được 2 tỷ và mình mất 6 tiếng một ngày. Thế thì mình cũng cân bằng trong một cuộc sống cân bằng, nhưng mình cân bằng trong gì ạ? Trong nguồn lực của 2 tỷ. Như vậy là trí tuệ đo bằng gì ạ? Tư tưởng cân bằng và gì ạ? Nguồn lực cân bằng. Đấy. Nói vậy thôi chứ cân bằng trong nguồn lực 20 tỷ nó khác hoàn toàn cân bằng trong cái nguồn lực 2 tỷ. Và cân bằng trong nguồn lực 200 tỷ nó khác chứ. Vẫn cân bằng trong nguồn lực 20 tỷ. Đấy. Cho nên tư tưởng cân bằng. Vậy tư tưởng cân bằng là căn. Còn cân bằng trong nguồn lực bao nhiêu thì gọi là cốt. Rồi tóm lại là nó hơi loằng ngoằng dây điện, nhưng mà trí tuệ là biểu hiện là gì ạ? Nếu mà định nghĩa theo kiểu dài dài, tư tưởng đúng, tư duy đúng, sử dụng nguồn lực đúng. Biểu hiện thước đo của trí tuệ là cuộc sống cân bằng, hay chúng ta gọi là hạnh phúc. Cân bằng ở đây là cân bằng mặt trận vật chất, mặt trận sự nghiệp, mặt trận sức khỏe, mặt trận gia đình. Đấy, cân bằng 4 cái mặt trận đấy. Và khi mà cân bằng được 4 mặt trận đấy trong một nguồn lực đủ lớn, thì nguồn lực càng lớn, vừa cân bằng nhưng mà nguồn lực càng lớn, thì anh đấy càng trí tuệ. Thì chúng ta nhìn thấy ngay. Cho nên là bản chất có những người mà họ có rất nhiều tiền nhưng họ không cân bằng được cuộc sống, thì anh đấy bản chất không có trí tuệ. Mà bản chất anh đấy chỉ gì ạ? Là thằng gì ạ? Thông minh trong kiếm tiền mà thôi, chứ không phải là người trí tuệ. Bạn chỉ thông minh một vế. Còn người trí tuệ là người ta nhìn toàn cảnh và người ta cân bằng được toàn cảnh đó. Rồi ạ. Như vậy ngày hôm nay chúng ta giải quyết cái khái niệm trí tuệ là gì và thước đo của trí tuệ. Và đặc biệt dân Việt Nam bây giờ, vì các bạn không hiểu định nghĩa này, cho nên hiện nay chúng ta đang chạy sai lệch. Vì phần lớn chúng ta đều cho rằng thước đo của sự thành công thì định nghĩa lẫn sang trí tuệ. Thước đo của sự thành công trong tiền bạc thì bị định nghĩa lẫn sang trí tuệ. Cho nên các bạn trẻ chạy theo tiền bạc nhiều hơn. Và từ đấy khi mà ngồi nói chuyện với nhau là khoe với nhau chiếc đồng hồ, khoe với nhau ngôi nhà, khoe với cái nhau cái xe đang đi, để định nghĩa rằng tao trí tuệ hơn mày. Họ bị sai từ khái niệm, cho nên họ chạy theo thước đo nó bị sai. Cho nên cả cái xã hội nó bị cuốn vào một cái dòng thước đo sai, là người ta tập trung vào kiếm mấy đồng bạc, để đọ với nhau mấy đồng bạc, và kết luận rằng người này hơn người kia. Và nếu chuẩn hóa được cái này thì đất nước Việt Nam chúng ta nói riêng và thế giới nói chung, chúng ta sẽ quay trở lại một cuộc sống rất hạnh phúc. Và khi mà thiên nhân địa nó cân bằng thì chắc chắn Covid cũng không có chỗ mà ở. Và biểu hiện của Covid chính là việc mà thiên nhân địa bị mất cân bằng. Đấy, chia sẻ với cả nhà cái câu chuyện như vậy. Vâng, cả nhà đang bàn tán với nhau xôn xao về cái chương trình quản trị nhân sự. Thì do Covid cho nên không tổ chức được hội thảo. Thì chiều ngày thứ 7 Tuấn có một chương trình đào tạo trên Zoom. Nó gọi là hội thảo.
là quản trị nhân sự, tức là chúng ta sẽ tập trung sâu về mảng nhân sự thôi. Và ở trên Zoom như vậy, hình như anh em lấy khoảng 200.000, lấy vé 200.000, và chính Tuấn là đề nghị anh em lấy vé 200.000 đấy, chứ đúng ra anh em nó miễn phí, nhưng mà 200.000 này thì Tuấn không có lấy, mà 200.000 này dành cho các bạn sale để bạn hỗ trợ cho anh em để chăm sóc anh em tốt hơn. Thì chứ thầy thì không có lấy, nhưng mà bắt buộc các bạn ý phải có tiền, vì các bạn cũng đang ở cái vòng mà còn khó khăn, cho nên là để cho nó cân bằng đấy gọi là trí tuệ. Rồi cuối cùng thì chương trình live stream hôm nay 9 giờ rồi đến đây là kết thúc. Và nếu tình trạng mà Covid nó kéo dài thì thôi, cả nhà mình lại ngồi chơi với nhau online thế này thì lại được. Thế thì hy vọng rằng mọi người cũng bản định để vượt qua Covid. Lần Covid này cũng chắc là nặng, và rất nhiều doanh nghiệp cũng đã mệt mỏi rồi. Nhưng mà thôi, cái này là mệt mỏi chung trong trên toàn cầu, chứ không phải riêng gì nước ta. Nước ta dù sao vẫn còn may mắn là Đảng và Chính phủ làm cái việc mà chống Covid rất là tốt, cho nên chúng ta còn rất là may mắn, còn giữ được mạng. Cho nên ở đâu đó nếu như mà chúng ta kinh doanh mà nó có thất thố, nó có mệt mỏi, thì chúng ta cũng cố gắng. Vì dù sao sáng ra mở mắt vẫn còn thấy ánh mặt trời, vẫn còn nghe thấy tiếng chim hót, thì đó chính là việc mà chúng ta vẫn còn hạnh phúc. Nhưng chẳng qua nó đỡ hạnh phúc hơn cái lúc hạnh phúc thôi, thì mình cảm thấy bất hạnh. Nhưng mà dù sao còn sống sót như thế này là mình cảm thấy hạnh phúc rồi. Cho nên vui vẻ và bản lĩnh lên để sống. Và chúc cả nhà một tháng mới hạnh phúc, thành công, và chúng ta vượt qua Covid để cùng với lại chính phủ chung tay làm những cái điều chính phủ quy định và tự có ý thức để vượt qua Covid. Và cuối cùng, chúc cả nhà buổi tối ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.